Quá giàu. Trước nhà ông ấy có cả xe chạy Quảng Ninh mà. Ông đi đánh cờ bạc mấy trăm mấy triệu làm gì ở nhà ông làm đi. Bê xe đây không cả. Ừ. Không có quay. Bây giờ bản tính cái tên ham làm nào được. Nghĩ để chơi cho vui nhưng mà ai nghĩ đấy. Có nhiều cháu ơi, nhiều chuyện. Bây giờ là 1 phút nó được tầm 10-20 triệu. Về bác còn ngay bao giờ về anh? Nhiều thì nhiều, chưa bao giờ biết là đủ. Cái gì cũng ham.